Phận Chư Thiên, Kinh Văn. A Nan chư thế giàn nhân bất cầu thường trụ, vị năng xả chư thế thiết ân ái. Việt dịch: A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ chưa có thể rời bỏ sự ân ái với vợ mình. Giảng giải: A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, người trong đời muốn tu đạo nhưng không biết cầu chứng nhân tính thường trụ, chẳng biết pháp bất sinh bất diệt, lại chưa có thể rời bỏ sự ân ái với vợ mình. Kinh văn: Ư tả dâm trung, tâm bất lưu giật, trừng bánh sanh minh, mạng trung trì hậu, lân ư nhật nguyệt, như thị nhất loại, danh tứ thiên vương thiên. Việt dịch: Nhưng tâm chẳng buông lung trong việc tả dâm, do tâm dừng lặng sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh trung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loại như vậy gọi là tứ thiên vương thiên. Giảng giải: Nhưng tâm chẳng buông lung trong việc tả dâm. Việc hành dâm với người khác không phải vợ hoặc chồng gọi là tà dâm, còn giữa vợ chồng với nhau thì không gọi là tà. Tuy nhiên trong sinh hoạt vợ chồng cũng không nên quá buông lung phóng túng. Khi một người đã bước vào đường tu thì mọi việc đều có liên quan đến vấn đề đạo đức. Do tâm dừng lặng sinh ra sáng suốt, không buông lung tính dâm, con người sẽ được trong sạch và ánh sáng thanh tịnh sẽ hiện đến. Đấy là ánh sáng tự nhiên của đạo đức. Trong vô số điều xấu xa tệ hại, dâm là trên hết. Đừng đi vào con đường chết chóc ấy. Một người không tà dâm, tinh khí và thần người ấy sẽ được đầy đủ. Từ sự đầy đủ đó, ánh sáng đạo đức xuất hiện. Sau khi mệnh trung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loại như vậy gọi là tứ thiên vương thiên. Đây là loại tái sinh của rất nhiều người. Cõi trời tứ thiên vương tọa lạc lưng chừng núi Tu Di, hoàn toàn cách biệt với thế gian. Chư thiên nơi đây thọ mạng đến 500 tuổi. Một ngày đêm nơi đây bằng 50 năm của thế gian. Tính theo thời gian của chúng ta, họ sống đến 9 triệu tuổi. Kinh văn: Ư kỷ thê phòng, dâm ái vì bạc, ư tịnh cừ thời, bất đắc toàn vị, mạng trung tri hậu, siêu nhật nguyệt minh, cư nhân gian đảnh, như thị nhất loại, danh đào lợi thiên. Việt dịch: Đối với vợ mình dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị. Sau khi mệnh trung vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên đỉnh nhân gian, một loại như thế gọi là đao lợi thiên. Giảng giải: Đối với vợ mình dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị, sau khi mệnh trung vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng, các chúng tái sinh vào cõi tứ thiên vương không còn vướng vào sự tà dâm, nhưng họ vẫn chưa dứt ràng buộc với vợ mình. Tuy nhiên họ cũng chỉ giữ lòng với vợ của mình, không bận lòng với người đàn bà nào khác. Đối với người đàn bà cũng vậy, chúng sinh ở cõi này không có tình yêu giống như chốn nhân gian. Đoạn kinh văn trên nói đến việc giảm thiểu sự ân ái trong sinh hoạt vợ chồng. Dâm ái ít ỏi có nghĩa là rất ít, rất hiếm, có thể hạn chế việc hành dâm trong cả một năm hoặc nhiều năm, họ xem việc đó không quan trọng. Tại sao con người lại nặng sự dâm dục? Đó là vì nghiệp chướng nặng nề. Nghiệp chướng nặng khiến họ nghĩ tưởng nhiều về dâm dục. Họ có thể chỉ nghĩ về điều đó từ sáng đến tối không dừng nghỉ. Nếu quý vị nào có nghiệp chướng nặng nề như thế, quý vị nên tỉnh thức để nhận ra chính mình đang chịu nghiệp. Đừng để nó chủ động sai sử mình, tránh trong tương lai sẽ trở thành bò, thành ngựa, heo hoặc chó. Đấy là một loại tái sinh không dừng nghỉ. Tại sao? Vì tình dục của mình quá mạnh, và đó là nguyên nhân đưa đẩy chúng ta xả ngã. Phần luận này mặc dù nói tâm chẳng bung lung trong việc tà dâm, nhưng họ vẫn chưa được hoàn toàn trong sạch. Họ không biết tu hành thế nào, cuối cùng thì mệnh trung, thần thức vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng và ở trên đỉnh nhân gian. Họ không có nhiều tình dục, nên ánh sáng tự tính của họ luôn hướng về phía trước. Bất cứ người nào không có tình dục đều sẽ có ánh sáng và có thể tái sinh lên cõi trời. Một loại như thế gọi là đào lợi thiên. Đào lợi thiên có nghĩa 33 cõi trời. Cõi thiên này phân chia làm 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng có 8 cõi trời. Thiên chủ ngụ tại trung tâm, tức trên đỉnh núi Tu Di. Thiên chủ 33 cõi trời này nguyên là một người đàn bà nghèo khó. Bà thấy một phần tháp thờ Phật bị hư hỏng nặng, bèn bỏ công làm lụng hoặc đi xin quyên góp tiền bạc để sửa chữa. Cùng lúc ấy, bà có thêm 32 người bạn, tất cả đều ra sức xây dựng lại tháp. Sau khi họ mất, tất cả cùng về cõi trời, riêng người đàn bà trở thành thiên chủ. Thọ mạng của chư thiên có hít đào lợi kéo dài hàng nghìn năm. Một ngày đêm nơi đây bằng 100 năm trốn nhân gian.
Vậy 1.000 năm trong cõi trời này bằng 3.600 vạn năm nhân gian. Kinh văn: Phùng dục tạm giao khứ vô tư ức, ư nhân gian thế, động thiểu tĩnh đà, mạng trung tri hậu, ư hư không trung, lãng nhiên an trụ. Nhật nguyệt quang minh thượng chiếu bất cập, thị trừ nhân đẳng, tự hữu quang minh như thị nhất loại, danh tu diệm ma thiền. Việt dịch: Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian động ít tĩnh nhiều. Sau khi mệnh trung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, những người ấy tự mình có ánh sáng, một loại như thế gọi là tu diệm ma thiên. Giảng giải: Đây là cảnh giới của những người gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, đó là hành động của các đôi vợ chồng. Mặc dù vẫn hành ân ái nhưng khi bỏ đi thì thôi không nhớ nghĩ đến. Họ ở trong nhân gian động ít tĩnh nhiều, tức họ dành phần lớn thời gian để tu tập hành thiền. Như vậy thì sau khi mệnh trung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu ánh sáng tới những người ấy được. Những người ấy tự mình có ánh sáng, khi đến cõi hư không, tự thân họ là một luồng ánh sáng, và nơi đây cũng chẳng có ngày có đêm mà luôn luôn sáng tỏ. Vậy làm sao biết thời gian trôi? Họ dùng hoa sen, khi sen nở thì biết là ngày, sen khép lại là đêm. Một loại như thế gọi là tu diệm ma thiên, thọ mạng các chúng nơi đây là 2.000 tuổi. Tu diệm ma có nghĩa là khéo phân chia thời gian, vì nơi đây đêm ngày đều sáng rỡ. Kinh văn: Nhất thiết thời tĩnh, hữu ưng xúc lai, vị năng vì lệ, mạng trung tri hậu, thượng thăng tinh vi, bất tiếp hạ giới, trừ nhân thiên cảnh, nãi trí kiếp ngoại, tam tài bất cập, như thị nhất loại, danh đầu xuất đà thiên. Việt dịch: Mọi lúc đều tĩnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình, chưa chống đối được, thì sau khi mệnh trung lên đến chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiền cõi nước, cho đến gặp kiếp hoại tam tài cũng chẳng đến nơi, một loại như thế gọi là đầu xuất đà thiền. Giảng giải: Nơi cõi trời này có nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là chúng thiên cư ngụ, bên trong là các thánh. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ngự trong cung đầu xuất và Ngài đang giảng thiền duy thức. Mọi lúc đều tĩnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh trung lên đến chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi nước, trong mọi lúc mọi cảnh họ đều luôn bất động, rất tĩnh lặng. Tuy nhiên cảm xúc giao cấu có khi bột khởi, họ chưa chống đối được, nhưng dứt khoát không buông mình theo cảm xúc. Có khi họ cũng chiều theo cảm xúc, nhưng điều đó rất hiếm. Sau khi qua đời, họ có rất ít dục, thần thức họ bay thẳng đến chỗ tinh vi, không còn rơi trở xuống. Cho đến gặp kiếp hoại tam tai cũng chẳng đến nơi, một loại như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Tam tai, ba loại tai họa lớn là hỏa tai, thủy tai, phong tai. Lửa thiêu đốt sơ thiền thiên, nước nhấn chìm nhị thiền thiên, gió đánh mạnh vào tam thiền thiên. Nhưng tại cung trời đâu xuất có Bồ Tát an trụ nên tam tai không phá hoại được. Đâu xuất có nghĩa là chi túc thiểu dục, các chúng thiên nơi đây không có lòng tham, tránh xa sự dâm dục. Nếu quý vị muốn tái sinh vào cõi trời ấy, cần thiết là biết đủ và ít ham muốn. Kinh văn: Ngã vô dục tâm, ưng nhữ hạnh sự, ư hạnh trần thời, vị như tước lạc, mạng trung tri hậu, sanh việt hóa địa, như thị nhất loạn, danh lạc biến hóa thiên. Việt dịch: Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng người khác mà làm, trong lúc vô bày thấy vô vị như ăn xác, thì sau này mệnh trung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, một loại như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Giảng giải: Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng người khác mà làm, trong lúc phô bày thấy vô vị như ăn xác, thì sau này mệnh trung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa. Tôi không có một chút ham muốn, nhưng người ấy cứ nằm nỉ muốn cả hai làm chuyện đó. Đấy là chuyện xảy ra giữa đôi vợ chồng, một người muốn hành dâm, người kia thì không. Quý vị có bao giờ nhai lấy xác? Vâng, quý vị có thể nhai mãi nhưng không bao giờ biết được vị của nó. Đó là trường hợp một người không cảm thấy thích thú gì khi làm tình. Họ không có ý dâm. Sau khi nghe giảng, quý vị chắc chắn sẽ hết sức cố gắng tự chủ, đừng đánh mất đi chính mình, đừng lao vào con đường chết chóc. Sau khi mạng chung họ tái sinh vào cảnh biến hóa, một loại như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Chúng thiên nơi đây có thể tự mình biến hóa và hưởng thụ mọi điều hỷ lạc. Sự hỷ lạc đó là tự nhiên, khác hẳn niềm vui thú nơi cõi trần.
Tuy nhiên, cõi trời này cũng thuộc dục giới, thọ mạng các thiên nơi đây là 8.000 năm, một ngày đêm cõi trời này bằng 800 năm dưới cõi trần. Kinh văn: Vô thế gian tâm, đồng thế hạnh sự, ư hạnh sự giao, liễu nhiên siêu việt, mạng trung chi hậu, biến năng xuất siêu, hóa vô hóa cảnh, như thị nhất loại, danh tha hóa tự tại thiên. Việc gì không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh trung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, một loại như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Giảng giải: Không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát. Đây là những người chán sự dâm dục trong đời sống vợ chồng, chẳng những họ cảm thấy việc ân ái vô vị như nhai sát, mà cả những điều ấy cũng không xảy đến. Như vậy thì sau khi mệnh trung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, thần thức họ siêu việt, lên cõi hỷ lạc vô cùng. Một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Đây là cõi trời thứ 6, trong 6 cõi trời gọi là lục dục thiên. Chúng thiên nơi đây cực kỳ hỷ lạc, họ không dùng lạc cụ của mình hóa hiện, mà chỉ thọ dụng khoái lạc từ các thiên khác hóa hiện. Thọ mạng các thiên cõi tha hóa là 60.000 năm, một ngày đêm ở đây bằng 1.500 năm ở cõi trần. Các chư thiên trong 6 cõi dục vẫn còn ý dục, cách thỏa mãn ý dục của họ đại đẻ như sau. Ở cõi tứ thiên vương và đao lợi thiên thỏa dục bằng cách ôm nhau, cõi dạ ma thiên thì nắm tay nhau, cõi đồ xuất thì mỉm cười, cõi lạc biến hóa thiên thì nhìn nhau là thỏa mãn. Chúng thiên trong cõi tứ thiên vương là và đao lợi thiên nam nữ luyến ái bằng cách ôm nhau giống như người ở thế gian. Trong cõi dạ ma thì nắm tay nhau, ở đâu xuất thì cười với nhau. Các chúng ở cõi dạ ma thì hòa hợp tại tâm chứ không phải thực thể. Họ hành dâm chỉ bằng cách nắm tay nhau. Cõi trời đâu xuất là cái cười, thực thể cũng không đụng chạm. Ở lạc biến hóa thiên họ chỉ nhìn và cảm thấy đã đầy đủ. Nam và nữ ở cõi này chỉ cần nhìn vào người khác họ cũng chẳng cười nhau. Cái nhìn của họ kéo dài độ 3 phút hoặc 5 phút, họ giao cấu như thế là đủ. Chư thiên càng ở cõi cao thì ý dục càng ít đi. Phật pháp nhắc nhở chúng ta say mê tình dục là một điều hết sức nguy hiểm và đáng sợ. Kinh còn nói Bồ Tát xem tình dục khác nào con rắn độc đụng đến là nó cắn chết. Người thường mắt thịt chúng ta không nhận ra điều ấy. Đấy cũng là lý do tại sao các vị ấy dành nhiều thời gian nghĩ ngợi về sự nhơ nhớp tệ hại như vậy. Họ không muốn xa ngã, và tôi nghĩ quý vị cũng sẽ nhận thức được tránh xa ngã vào con đường nguy hiểm ấy. Kinh văn: A Nan, như thị lục thiên, hình tùy xuất động, tâm tích thượng giao, tự thử dĩ hoàn, danh vi dục giới. Việt dịch: A Nan, dạo cõi trời như thế, hình thức tuy chẳng động nhưng tâm tính còn dính dấp, từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. Giảng giải: A Nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy chẳng động nhưng tâm tính còn dính dấp. Mặc dù đã vượt thoát hình hài nhưng tâm vẫn còn dính dấp ái niệm, chưa hoàn toàn dứt hẳn. Từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới, đấy là các cõi thiên. Từ tứ thiên vương thiên đến tha hóa thiên gọi chung là lục dục thiên. Chư thiên nơi đây vẫn thuộc dục giới, vì họ vẫn chưa hoàn toàn trong sạch, họ vẫn còn nghĩ đến tình dục. Hết quyển 8. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát Bồ Đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc. Ha ha ha, 文三摩地所